Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là S Gamer đây. Chúc mừng các bạn đã tới game CSR Class. Đây là một thượng game đua xe. Và sau cái video đầu tiên của mình, đó chính là thượng game về đua xe công thức F1. Thì mình lại có niềm đam mê với đua xe thôi. Các bạn hãy cùng khám phá nào. Ok, hãy cùng vào. Và đây là con Audi mình đã mua được, và các bạn có thể nó rất cổ, nhưng các bạn hãy cùng đón xem cái video này để xem chiếc Audi 100 Cooper S của mình sẽ thể hiện ra sao trong cái màn race này. Các bạn có thể xem trên mình ngay vào lúc này thôi. Olivia, yes, người ta đang giới thiệu một cái gì đó thì mình chẳng biết người ta đang giới thiệu cái gì hết. Audi 100 Coupe S của mình thể hiện với chiếc xe này. Wow, mình đã bị lỗi đàn các bạn ạ. Yeah, bây giờ mình đang bắt tốc trở lại. Yeah, ready. Wow, như vậy là mình đã bị view loss các bạn ạ. Các bạn có thể để mình view lại đấy, là mình bị lỗi kỹ thuật các bạn ạ. Lần này mình sẽ đua với một chiếc mini. Các bạn cùng xem chiếc của mình như thế nào. Oh my god. Yes. Yes. Bạn thấy chưa? Chiếc Audi 100 Coupe S của mình đã tạo một cách tuyệt đối. Và mình đã được 16 gian là 16 giây 4 15, và được thêm 750 đồng. Đấy, các bạn có thể thấy mình đã có rất nhiều tiền ở đây. Từ game này đang có rất nhiều tiền. Tiếp tục mình đưa tiếp một trận nữa cho các bạn xem, để các bạn có thể xem được cái chiếc Audi Coupe S. Oh wow, đây mình sẽ đua với một chiếc xe rất là giống mình luôn, và xem hai chiếc xe giống nhau thì sẽ ra sao. Yeah, sáng số thôi, đây là nhờ vào tay này thôi các bạn ơi. Yeah, yeah, chắc chắn là mình chiến thắng rồi. You win, sẽ là thắng. Vâng, mình đã về đích trước đối thủ khoảng 1 giây thôi, và được 833 đô. Tuyệt vời của nó luôn các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái tựa game này nó có một cái sức hút rất là kỳ lạ. Ok, mình đã bút chiếc xe của mình lên, và các bạn hãy cùng tiếp tục vào cho mình theo một trận đua nữa để các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của chiếc Audi này. Wow, như vậy bây giờ mình được chuyển công chiếc xe mới nè. Mình sẽ phải đấu lại cái ván lúc này để cho các bạn thấy là cái tay này của mình vẫn rất là ok. Ok, ok. Rồi. Oh my god. Yes. Oh. Là sao các bạn? Go. Holy shit. Ôi xem, mình muốn đua lại cái trận đấu này.
Đâu, tôi cũng muốn như vậy. What the. Và như vậy là các bạn lỗi một phát thôi, các bạn có thể là không thể nào mà thắng được đối phương. Và các bạn nếu thấy cái tựa game này mà hay, hãy cho một like và đăng ký kênh để cái gamer của mình. Cảm ơn các bạn xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video game tiếp theo. Bye bye.